Nó là bài mở rộng vốn từ công dân. Bài tập 1 là ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa. Chúng ta có các từ ngữ như sau: nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu, danh dự. Bây giờ chúng ta sẽ điền các từ công dân này, ghép từ công dân vào trước này, hoặc là từ công dân vào sau, nhưng từng từ ngữ này. Ta có ví dụ, có từ lợi ích và từ bình đẳng. Chúng ta sẽ ghép từ công dân vào trước hoặc sau hai từ này. Ví dụ, với từ lợi ích, ta sẽ ghép từ công dân vào sau từ lợi ích, thì ta sẽ được từ lợi ích công dân. Với từ bình đẳng, ta sẽ ghép từ công dân vào trước từ bình đẳng, ta sẽ được cụm từ công dân bình đẳng. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm bài tập. Ta sẽ có ghép từ công dân vào trước hoặc sau các từ như sau. Ghép công dân vào sau: quyền công dân, ý thức công dân, bổn phận công dân, trách nhiệm công dân. Ta ghép từ công dân vào trước hai từ gương mẫu và danh dự, ta sẽ được các từ công dân gương mẫu, công dân danh dự. Và từ danh dự này ta cũng có thể ghép từ công dân vào sau thành cụm từ là danh dự công dân. Tiếp theo là bài tập số 2. Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B. Có nghĩa là ta phải nối cột A với cột B. Nghĩa vụ công dân, ý bài là nghĩa vụ công dân, quyền công dân, ý thức công dân. Và bên này là nghĩa của ba cái cụm từ này. Vậy ta chúng ta phải nối làm sao cho nó nghĩa là đúng. A là điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi. Thứ hai là sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước. Thứ ba là điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác. Ta có đáp án. Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi, đó chính là quyền công dân. Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước là ý thức công dân. Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác, gọi là nghĩa vụ công dân. Đấy, chúng ta nhìn xem, được hưởng, được làm, được đòi hỏi tính chính là quyền công dân. Đây, hiểu biết đúng không, về nghĩa vụ quyền công dân đối với trẻ em thì là được đi học này, quyền được đi học này, quyền được vui chơi, là quyền được nuôi dưỡng, quan tâm, chăm sóc, quyền được bầu cử bỏ phiếu đối với công dân, quyền được bảo vệ về sức khỏe, tính mạng. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Nghĩa vụ của công dân đó là nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Còn đối với trẻ em chúng ta thì nghĩa vụ là nuôi dưỡng, chăm lo cho ông bà cha mẹ, chăm sóc ông bà cha mẹ. Nghĩa vụ quan tâm, giáo dục. Cha mẹ thì phải có nghĩa vụ quan tâm giáo dục đối với các con cái của mình. Ý thức của công dân
mọi công dân đều phải có ý thức bảo vệ môi trường. Quyên góp sách ủng hộ các đồng bào lũ lụt. Bài số 3. Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân. Ví dụ, chúng ta có bài viết như sau. Tổ quốc là nơi ta sinh ra và lớn lên. Tổ quốc cũng là cơ đồ do tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta dày công vun đắp từ bao đời nay. Mỗi người dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ mỗi một tấc đất, ngọn sóng, vùng trời thuộc về chúng ta. Như Bác Hồ đã từng nói, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Giữ lấy nước nhất định là việc mà chúng ta phải cùng nhau gánh vác. Làm thế nào cho xứng đáng với tổ tiên, với các vua hùng đã có công dựng nước. Bài sau là chúng ta sẽ học bài tiếp theo là nối các câu ghép bằng quan hệ từ.